Trong mỗi trận đấu của đội tuyển Việt Nam, hình ảnh các nữ cổ động viên dễ thương luôn là chất xúc tác để trận đấu thêm thú vị, thu hút. Thế nhưng, không chỉ các cô nàng đẹp đẽ thế hệ được dân tình lưu ý, mà một cổ động viên nam cũng được hội chị em truy lùng khi xuất hiện trong bức ảnh chụp trên sân Mỹ Đình. Cụ thể, tối ngày 10 tháng 10, cô nàng có tên Trần Linh Hương, đến từ Hà Nội đã đăng tải bức ảnh chụp tại khán đài sân vận động Mỹ Đình. Ngay lập tức, bức ảnh của cô gái dễ thương thu được hàng loạt lời khen ngợi. Thế nhưng, không chỉ Linh Hương nhân vật chính trong ảnh được lưu ý, mà chàng trai vô tình lọt vào ống kính đứng ở phía sau cũng nằm trong tầm ngắm của dân mạng. Chàng trai với biểu cảm cực dễ thương bất ngờ nổi tiếng trong khoảnh khắc tình cờ. Với biểu cảm chu môi cực nhắn và không kém phần dễ thương, chàng trai này khiến hội chị em thích thú, khám phá và đưa ra hàng loạt lời khen ngợi vì ngoại hình phiên bản bao. Liên hệ với chàng trai chụp kế, danh tính của anh hối hả được tiết lộ. Được biết chàng trai này là Phạm Đức Hùng, sinh năm 1999, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Chàng trai 20 tuổi chia sẻ sự thật bất ngờ phía sau bức ảnh, thật ra tối hôm trước em bận việc bỗng xuất nên không thể ra sân xem trực tiếp trận đấu được mặc dù vé đã mua rồi. Em phải ngậm ngùi để lại vé cho người khác rồi ngồi ở nhà xem TV, cổ vũ cho đội tuyển quốc gia. Bức ảnh tối hôm đó em và chị Linh Hương đăng là chụp từ năm ngoái, cũng tại sân vận động Mỹ Đình, nhưng là đi cổ vũ Việt Nam đá với Thái Lan. Không ngờ bức ảnh lại gây sốt như vậy, nhớ năm ngoái cả nhóm đi cùng nhau, khi chị Hương chụp, em đang đứng phía sau, thấy camera thì ló đầu vào tạo dáng nhí nhố cho vui. Một sự tình cờ khá thú vị. Đức Hùng cũng không quên đăng tải bức ảnh chính chủ chụp tại sân Mỹ Đình từ năm ngoái. Dù chỉ là ảnh cũ soạn lại, nhưng hình ảnh chàng trai trẻ siêu điển trai trên khán đài sân vận động đã được hội chị em truyền tay nhau và hết mực khen ngợi. Theo Đức Hùng chia sẻ, anh chàng cũng là fan cứng của đội tuyển quốc gia, kém xuyên ra sân cổ vũ hoặc theo dõi không sót một trận bóng nào của đội tuyển Việt Nam qua truyền hình. Tình cờ nổi tiếng sau bức ảnh chụp kế, chính Hà Thành chia sẻ từ tối 10 tháng 10 đến nay, Đức Hùng được rất nhiều cô gái liên tục nhắn tin làm quen, kết bạn. Sở hữu gương mặt điển trai, chiều cao 1m8, quả không có gì lạ khi chính Hà Thành bỗng dưng biến thành tâm điểm của sự lưu ý dù chỉ xuất hiện thoáng qua. Với lợi thế ngoại hình, hiện Đức Hùng đang làm mẫu ảnh kiêm nhận quảng cáo cho các vật phẩm về thời trang, sức khỏe. Đồng thời, anh chàng còn là nhân viên của một công ty truyền thông tại Hà Nội. Chỉ thế hệ 20 tuổi, nhưng chàng trai trẻ đã lựa chọn đoạn đường nhiều thử thách, va chạm, thay vì học tiếp lên đại học như anh em đồng trang lứa. Đức Hùng chia sẻ, 2 năm trước, khi thi đại học chấm dứt thì gia đình muốn em sang Đức du học, thế nên em đã dành ra 1 năm để học tiếng Đức. Tuy nhiên sau 1 năm, khi đã học chấm dứt lấy bằng rồi thì em lại nhận ra mình phù hợp với môi trường ở đây hơn. Nếu sang nước ngoài, sẽ phải khai mạc lại từ đầu, tạo dựng các mối quan hệ, làm quen với cuộc sống thế hệ. Còn ở Việt Nam đã có sẵn các mối quan hệ, môi trường làm việc cũng nhiều cơ hội, em nghĩ ở đâu cũng có thể làm việc, thành công, miễn sao mình cố gắng là được. Thế nên em quyết định ở nhà và đi làm luôn. Dù còn trẻ tuổi, nhưng chính Hà Thành đã tự kiếm được khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng từ sức công lao của mình, không còn phải phụ thuộc vào gia đình. Hiện tại em làm nhiều công việc khác nhau nhưng lại rất hứng khởi, không thấy mệt mỏi gì, đó đều là những việc đúng sở trường mà phiên bản thân yêu thích. Ngoài thu nhập tương đối ổn định, việc đi làm từ sớm giúp em có nhiều sở nghiệm, trải qua va chạm để trưởng thành, tự lập hơn. Các anh chị đi trước cũng cho mình nhiều lời khuyên quý giá, những bài học mà trường lớp, sách vở không có. Tình cờ nổi tiếng và thu được nhiều thiện cảm sau bức ảnh chụp tại sân vận động Mỹ Đình, Đức Hùng chờ đợi điều này sẽ giúp anh chàng có cơ hội tốt hơn trong công việc sắp tới.